Đấy, Tùng đang quét sạch sẽ nhá. Cô Xuân ơi. Đấy. Rồi. Không bước nước vậy là được rồi. Cô vào đi. Rồi. Bạn này tuyệt vời rồi. Hôm nào về cô cháu mình về cái đưa mày xem cái nhà thờ chỗ nhà ông Bình xem. Vâng. Hoành tráng bao nhiêu nhưng mà sạt sùng nó không cao lá nó không. Vâng. Đấy. Ngoài thì chú Tùng quét, ngoài trong này thì bác Cuông lau. Hôm nay là sạch sẽ hết rồi. Đấy. Xong ngoài kia chứ xong là đấu điện một cái là nó đẹp luôn. Wow. Chú mèo kèo cột. Đúng không? À đúng rồi, bật điện sáng. Bật điện nó sáng lên tí. Đấy, treo luôn vào đấy là đẹp. Sáng luôn. Y như gỗ nha. Trông đẹp hẳn ra giống như là gỗ thật vậy. Hai nhà thờ ông mình làm cái nhà thờ ông Nguyễn, một cái hoàng nhà thờ hoàng Lê. Vâng. Dùi mè kèo cột nhìn hoành tráng. Vâng. Quá đẹp không cô? Rất đơn giản nhưng mà này rất là hiệu quả. Kinh phí rất hết ít. Đấy, hiệu quả và hiệu quả cao. Vâng. Đúng như tiêu dự án ban đầu đấy. Ông Bình đấy rất nhiều chứ. Kinh phí là rất nhiều chứ. Kinh phí là rất ít. Ông Bình đấy, ngay cái bức tường này làm phào chỉ xung quanh ở giữa để phẳng phẳng vậy đẹp. Ngày mai thích vẽ cái gì thì vẽ. Đấy, số rất ít. Vâng. Kia bằng vậy là chỉ bằng một suất của nhà ông Bình, mỗi suất là 160 triệu. Thế Tùng đang vẩy nước thơm đấy. Vâng. Vẩy vẩy xung quanh chân tường ấy. Cây để hai cái hốc này để làm cái gì? Hai cái hốc bên trồng hai cái cây. Cây chắc chắn là trồng cây đây rồi. Cái này nếu mà ý đồ thụt cái bậc này vào là chắc là để trồng cây đây này. Cái này để cây hoa trồng. Đấy, ý đồ là trồng cây hoa đây. Để một cái cây. Đấy, ý tưởng hai bên thụt vào là trồng hai cái cây đây. Đấy. Sống với bà trứng để xin chăn nuôi. À thế thì vâng, thế thì cần một ít miếng thỏa. Thế thì sắp đôi ra đây kia miếng sống để xăm quan ngũ đèn đâu sao bên này. Chào bà Lan nhá. Vâng. Em vừa về. Bên đây cũng cần một miếng. Cháu nhá. Bên đây cũng cần một miếng bên nhà mình. Bên kia. Thùy Dung hay cái gì Dung nhỉ? Chị Tuyết ơi. Dạ. Cái gì Dung nhỉ? Phương Dung à? Vậy nhà chú có Mai Phương đây thì Phương Dung, nhà cô Mai thì có Phương Anh. Không được. Anh Phú ơi. Có đông thanh niên vào đây Phú ơi. Đi đi xe máy của bạn. Đang đi. Từ từ đặt xuống đi đã. Cho con lên. Đặt xuống đi đã. Đặt xuống đất. Mở trong đó. Đây 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 cho xong bên anh Tùng, cho xong bên đây tí là được bữa mà. Đẹp chưa?
Con đứng vào đây đằng sau đằng mấy bà này. Đấy. Đấy. Em phải ra em quay tí phim vào cái chỗ này. Không cứ khênh thì không có người quay phim. Bà già bảy mấy tuổi vẫn khênh vèo vèo. Vừa đẹp cái chân xịt nhá. Đó hai chân xịt xịt xịt. Mực mỡ chuẩn nhá. Chuẩn. Tại nhà mình có chuẩn đạt đấy. Chuẩn luôn, chuẩn đét luôn. Vâng, chuẩn không cần chỉnh nhá. Cắt khít kiền khịt thế này. Nhá. Vâng. Sướng vậy. Khít kiền khịt. Cắt khéo thế. À, xin chào nhá. Từ nãy là cứ nhìn đằng sau chưa nhận nha. Bác sĩ Điện Trọng à? Tên là Trọng à? Vâng. Nguyễn Đình Trọng hay cái gì? Hay là Lý Tự Trọng? Cái gì? À. Dễ tính nhỉ? Cái gì cũng được thì dễ tính thật. À. Người là nguộn dễ tính nhỉ? Đúng vậy, mình đi đâu mình dễ tính, dễ gần. Nói chuyện nó dễ chịu. Phương Dung đây rồi. Nhà chú là có Phương Mai Phương, nhà cô Mai thì lại có Phương Anh. Phương Anh. Đều dính chữ Phương rồi đấy. Chuẩn đét đen đẹp chưa? Chuẩn đấy. Vừa đẹp vừa xinh. Vâng. Úi giời, quá chuẩn, quá đẹp. Bác bê nải chuối lải quả lên là đầu tiên đấy. Đầu tiên của cái nhà thờ này đấy. Cho các cụ ngắm hoa quả trước. Đấy, đầu tiên đấy. Tuyệt vời rồi. Này còn ban bé này nữa. Chuẩn chưa? Giờ thấy có mặt anh Phú đây rồi. Anh Phú đây đi đâu ấy? Nãy không có anh Phú em phải làm cái chân khênh, không có người quay phim. Cái kia nặng hơn. Mày có thêm toán vào thêm đỡ một đỡ đi. Vâng. Cái này thì dễ hơn tại vì nó bé. Kia là khít kiệt phải cắt chân đá cơ mà. Rồi, ok. Ok nhá. Đẹp rồi. Chọn rồi không cần chỉnh nữa đúng không? Cái này kéo ra đi. Cái này kéo ra giữa đi. Để cho hẳn sang bên đây đi để khơi ra nữa. Đấy. Đấy, đầu tiên là để bắt hương đấy. Còn thêm bắn. Bắn cứ kéo đi sang bên thôi.
rồi. Tí cả bát hương phải bê riêng. Thì cái này không thể thênh kiểu kia được. Những cái hoa quả bỏ ra đúng không? Mỗi người một thứ bê đi. Tùng ấy vào một thứ đi Tùng ơi. Anh Phú ơi, mỗi người một thứ bê sang trước. Được. Không, cái bát hương bê riêng, đừng khênh kẻ bát hương. Không được, bê bát hương riêng ra bên trên đấy. Bát hương bê riêng ra. Liều đấy. Đi nó còn va chạm nó vấp. Bát hương ông là rõ rồi. Đi bị hò đi, không được, có người ta đi nhanh nó xô vào nó mệt đấy. Con 6 giờ dậy thì 5 giờ nhưng mà 6 giờ thì mới xuất phát được. Đấy, do phải dần kỹ. À, anh em chào ông Vịnh chưa? Ừ, lâu lắm rồi hai ông cháu lại gặp nhau. Đây chụp ảnh quay với ông gái là hai ông cháu này. Trời. Cái gì Lâm nhỉ? Lâm Vũ. Lâm Vũ nhỉ? Bùi Anh Vũ. Lâm Vũ. Lâm Vũ, Lâm Vũ. Ông là Lâm Vịnh, cháu là Lâm Vũ. Đấy. Ông là Lâm Vũ. Vậy là hai cái Lâm nhé. Ông nội là Lâm Phú đây. Tình hình bà bác thì mình đang đang rót rượu. Rượu quản lý sôi gà. Đấy, mỗi người nhiệm vụ rất quan trọng. Đấy, cái này hai người khênh được đúng không? Vẫn vừa, người anh Phú mỏng, vẫn vô tư. Nhấc hết hai cái lọ này, để em nhấc hai cái lọ này đã. Đúng rồi, cho nó an toàn đã. Quay ra đó. Đấy. Quay ra cửa đi, chú Tùng quay ra cửa. Thế cho cô vào đó. Ý là thế. Bác Quân cũng phải ngồi cùng chỗ. Phải có mẹo mới vào được chứ mới đơn giản đâu. Người đỡ chứ không đỡ sao được. Đấy, để chỗ này, tôi chui xuống ghế đi ra. Để cứ để đất đi đã rồi tí dịch dịch sau. Cho nó nhàn đi. Được rồi. Được không nào? Buông ngang nhé, buông ngang. Được không hả? Ờ, đẹp rồi. Đấy. Có mẹo mới vào được chứ không phải đơn giản. Chân chùa nhỉ? Chân chùa. Bốn ông cụ chùa đấy, tôi ăn được. À, nuôi về đằng này. Nuôi về đằng đông, đằng tây kia đi. Đúng rồi. Đây là rồi. Bốn ông chùa nữa cả. Kinh nhỉ? Chân mà. Vâng. Chân là rùa là chắc đe rồi. Tôi ăn cơm tiếp chút đêm.
Có cây rùa không? Rùa này có phải cho ăn không? Có chứ. Vâng, đấy. Anh có đấy mà. Ừ. Rùa đêm nó bắt mấy. Vẫn vừa hết mà. Rồi đấy. Cái này quay ra ngoài đi. Đấy, chân rùa nhá. Quay rùa ra ngoài được không? Quay rùa. Quay đầu ra ngoài đi cô. Quay vào nhau đi chú. Quay vào nhau à? Quay vào nhau thế này là chú Tùng ơi. Ừ, bốn ông nó còn nói chuyện với nhau chứ. Bốn ông rùa nói chuyện với nhau chứ. Đấy, thế. Rồi, ok. Mày có lý hơn đúng không? Ừ. Cả nhà. Chào cô. Bà để tạm dưới em. Chào. Mất một cái công tác rồi, xui rồi. Xui à, xui. À, chào bác Vinh nhá. Lúc nãy hắn để tạm dưới lấy lối mà không mà. Lâu lắm mới lại được gặp đấy. Chú thì có chịu về đâu. Vâng. Mới hôm nay mới được gặp. Nay mới nhìn mới ngạc nhiên chưa thế nhỉ? Ngạc nhiên à? Có ngạc nhiên không? Chú vị nghe nhỉ? Dạ. Nay về mới ngạc nhiên chưa? Vâng, đúng rồi. Lâu không về nó mới ngạc nhiên. Cứ ở đây, người ở đây liên tục thì nó không ngạc nhiên lắm. Đó là thứ bình thường. Thế giỏ thím nhá. Thôi. Đây, đúng rồi. Công nghệ 4.0 bây giờ đấy. Để xử lý ngay. Bác lên sóng ngay được đúng không? Đúng rồi. Như em này về còn phải biên tập nữa chứ. Đúng rồi. Các bác quay là các bác lên luôn, không phải biên tập như riêng thì đúng trực rồi. Tiếp nó sướng vậy. Cứ chờ nó không? Nhàn hơn. Ông phát được 74 cũng được. Vâng. Đẹp rồi. Tổ Đức Vĩnh Thùy Thiên Cổ Thịnh. Vâng. Bên này thì là Gia Phong Phàn Nạc Tứ Thời Xuân. Vâng. Gia Phong Phàn Hàm Lạc Phàm Lạc Tứ Thời Xuân. Đúng rồi. Vâng. Chuẩn nhá. Bác đọc lại bên kia để cho nó nhớ lần nữa. Bên kia là Tổ Đức Vĩnh Thùy Thiên Cổ Thịnh. Vâng. Tổ Đức Vĩnh Thùy Thiên Cổ Thịnh. Thiên Cổ Thịnh rồi. Bên này là Gia Phong. Hàm Lạc Tứ Thời Xuân. Hàm Lạc. Phàm Lạc hay là Hàm Lạc? Hàm Lạc. Hàm Lạc Tứ Thời Xuân. Vậy nên cái câu đầu nãy em đọc là Phàm đấy. Vậy là đính chính lại là Hàm mới đúng. Hàm Lạc. Vậy là chuẩn rồi. Chú Tuấn. Hôm nay đi nhà thờ. Áo đen này để đổ cái khăn xếp đen nữa là xong. Làm cái khăn xếp đen nữa là thành thầy luôn. Ôi giời, bác Tâm bác Thành đấy rồi. Thành Tâm kính mến đấy rồi. Thành Tâm kính mến nhá. Vâng. Em vừa về hôm nãy. Ai? Dung với vợ não. Chết não một tuần đấy rồi. Ồ. Mệt nhỉ, vất vả nhỉ. À. Vất vả nhỉ. Đấy. Hai bà khênh khỏe chưa? Vậy là có quý nhân phù trợ rồi. Tại sáng là đêm hôm qua, chiều hôm qua 8 giờ tối thì về đến Bạch Mai, nhưng mà 1 giờ đêm nó gọi nó giả. Ông Hân vào cái trang ngủ, thấy cái trang dậy rồi đi nhắn tin là bố nó lại gọi ra. Thế là 6 giờ thì tao gọi thì bảo là
Chú à? Chú ơi. Dạ. 6 giờ tôi gọi thì bảo là đi về quê rồi. Đấy. Chuyên gia bê chuối đây rồi. Tao tiêm qua 2 phải ngay. Đấy. Bác làm cái chân gọt khoai. Sạch bách nha. Ông lại này ốm mà. Ông lại ốm cơ. Ừ, đi cổ lê cứ sát thì tối về. À. Ho. À. Đợt này đang có cái dịch cúm. Ông ngồi cổng ạ. Về đón hai ông bà lên xuống nhà thờ quê đây. Con chào mẹ nhá. Đấy, hai mẹ con. Đấy, cả bố đứng vào đây. Đấy, quay cả nhà luôn. Thôi. Ngồi đây là quá đẹp rồi. Nào thích ngả lưng là ngả lưng luôn. À, TV chạy rồi cơ. Vâng. À, con ra con lấy cái đầu đĩa. Đấy, mang cái đầu mới luôn. Đấy. Đợt này là bố Tết là có đĩa xem rồi. Các loại. Thôi đi nhá, cả nhà đi nhá. Vâng. Cả nhà đi thôi. Vâng, cái đấy mang đi. Vâng. Chào hai bác nhá. Em vừa lên đeo ông bà xuống. Ông bà đang xuống đây rồi. À, chào chào thím nhá. Vâng, thím về tí này vào luôn. Rồi, chào cả nhà đang nhộn nhịp nhá. Dạ. Có hai hộ vệ hộ tống rồi. Tham quan nhà thờ. Em chào hai bác. Đấy. Chào em. Hai bà đau chân nhé. À, chào cô Xuân. À. Bà Xuân cũng đang đau cổ đau chân. Em đi xuống. Vâng. Vâng, giờ rất ân rồi này, giờ rất ân rồi. Chào các cháu. Chào các cháu ơi. Hai nhá. Vâng. Để ba ban lên cho sao? Thế còn hương này thì thắp cho ra, để cho thắp cho các cụ. Thợ cũng đang làm. Chưa sao? Ông bán, chào cháu. Chưa sáng luôn luôn hả? Chào ông. Chào ông. Hả? Phấn khởi. Chưa khánh thành nhưng mà cũng được rồi. Khánh thành lần một. Hôm nay là xin phép các cụ là khánh thành nháp lần một để tổng duyệt cho lần sau. Đấy, việc ai người cứ làm. Đồng chí Lý Tự Trọng vẫn còn đang khoan. Đồng chí Lý Tự Trọng hôm qua không làm sớm. Wow. Sơn vẽ tối mình cũng qua hãng đi đâu. À, còn chờ Sơn nhé đúng không? Đấy, còn chờ Sơn.
Cái thẻ qua bằng máy đi đang rút nó bác bỏ luôn. Đây tối hôm trước phun cây đèn, đây là ông Hương là cây đèn. Tối hôm trước phun điện rồi. Em Vinh đứng sang kia tí. Vào hình tí. Cái này thì phải đánh anh Lâm anh đứng lên. Loanh quanh cháu Lê vợ Ninh Bình cũng lại họ Lê. Lê Ninh Bình thế và Thái Bình lấy Lê Ninh Bình. Lê Ninh Bình là Lê chân châu chân bò. Vâng. Lê ở đây là lê lâu nhiệt cổ bào. Bác Vinh hôm nay là nhẹ nhẹ người này nhá. Nhẹ có gì 78 cân 79 cân đấy. Nhẹ đi. Vâng. Em nói cái nhẹ kia rồi. Vâng. Khu vực này. Tương lai là một cái bóng này. Vâng. Đúng rồi, nhìn nó mới đẹp. Mới trên có một cái vành phi nữa. Vâng. Đấy, cứ phải từ từ dần dần. Những cái cơ bản là mình cứ có trước. Còn cái những cái gọi là trang trí thì có sau. Cái này là mai kia là em quản lý mà thôi em ạ. Vâng. Cơ bản thì có cái này mới có cái vặn chứ đúng không? Phải có cái này trước. Quá đẹp rồi. Bác bà quả ra kia cho em 5 cái. Đây này nè, ông bé tí cho nè. Nào. Ông bé đi. Ôi giời, ông nhà mình như thế. Đúng rồi. Hoàng Phong, Quốc Bảo, rồi Ngọc Ánh. Toàn kêu tên kêu như chuông nhá. Ngọc Ánh. Đây. Hoàng Phong à. Hoàng Phong đây là. Hoàng Phong đâu nào, vẫy tay bye bye, xe chào nè. Chào bác. Vẫy tay chào nè. Chào bác. Chào, xin chào. Chào bác đi. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Xin chào nhé. Rồi nha, uống nước đây. Không gầy trông đẹp đấy. Vâng. Này nó bị ấy. Nó đi ngoài. Rồi. Nó gầy, chặt xương. Nó này ăn khỏe lắm, trông ăn khỏe. Nó ăn khỏe thì mới là khỏe. Nhưng mà thời điểm nó cứ thấy cái ăn dường dưng, nên nó không gầy ý.
đi ngoài. Quay ngược sáng nó tối. Đấy. Sáng này. Vậy là ông là sáng đi tối về à? Vâng. À. Thế là chúng sinh, chúng sinh có sôi rồi. Ba chén, ba bát nước. Còn khi có tôi em về từ tháng 11, xong là ở đây em đi lễ, bà nội em đi hết đi lễ hôm vừa rồi, 18 gia đình. Em ơi, múc một cái gáo nước đầy xong sang đi rót thôi. Thì cái đấy là thực tâm không thể biến được. Cho nên là bây giờ mình bằng cách là cái gì có cái thực nhất mình đi làm mình xin xong mình tẩy thì là xong mình tụ lọc tẩy cái đấy xong mình tụ lọc. Xin chào nhé. Tối này đang mải mê xem ảnh quá. Ông nào ngồi trên xe mặt trông như sư phụ đấy. Đấy mới ai đấy. Như sư phụ đấy. Chú Bình ơi. Dạ. Ông mà chụp cái gì không chụp, chụp sách cái xong. Thế mà sướng. Mày cái đấy mới đặc biệt. Đố bác diễn được như thế đấy. Quan trọng cái đấy không hiểu đâu. Cái đấy mới là cái khu ấy, không ai làm được mà mình làm được. Xu lọc. Mẹ con thế này trông như là 5-4 nhằm thế. Cho ông chụp cho nhà tôi mẹ như 5-4 nhằm thế. Cái này đã bị dò ảnh hai chiếc ảnh đây rồi. Dò ảnh ông Phú ông rút ra đấy. À thế à? Ông Phú đấy, ảnh tư ông Phú đấy. Cái ảnh đẹp nhất để rút ra. Đâu? Đấy, ảnh của nó cuông. Không, không, không phải cái này, không phải cái này. Một cái ảnh của ông Phú. Vâng. Bác cứ thoải mái đi, đúng không? Sao mà thay thật ngay, sao mà nhận ra được? Không có nhà thật đâu về. Đây, chú đây này. Chú cứ buồn cười. Cứ tưởng anh. Cái tổ nó khó lắm. Lâm Vũ, Vũ Lâm đi sang đây theo ông. Đấy, anh nhà thờ đẹp chưa? Bác đang đốt hoa vàng đây rồi. Ngồi ăn cả đấy. Hơi bị dầu đấy. Vàng bạc đốt mãi chưa hết. Mấy trăm cây vàng rồi chú. Vâng. Cứ dặn chơi vậy. Em nói ra nhà em bây giờ mắt kém. Thực tế bây giờ nhà em mắt kém bệnh tật thì cũng không phải là thương mại. Thì bây giờ nó nhiều bệnh. Nhưng mà cũng có tiền khác một cái gì khác. Cái vàng đốt này nó gọi là vàng giấy chứ ai gọi vàng cây nhỉ? Vàng cây thì phải nung chứ. Và phải đưa vào lò nấu chứ đúng không? Đây rồi, cặp đôi hoàn hảo đây rồi. Cậu gọi là cái này cái đổ rồi xong rồi nó chảy ra cái đổ.
Đấy, nhanh nhẹn vậy là được. Đây quá đẹp. Đấy. Đấy. Quay chậm cho quay chậm xung quanh. Nó đủ mặt mọi người. Vâng, đẹp rồi. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ơ mời ông bà đi nhá. Ơ sao thằng Lâm Vũ này ngồi mình thế này? Ngồi vào mâm chứ ai thế? Cứ ngồi vào. Kìa. Đấy. Cô cho cháu ngồi nào. Không, cứ ngồi vào cho nó đẹp. Cho nó đẹp mâm này, ai để ngồi mình. Ngồi vào cho đẹp mâm chứ. Thế gì? Nó mới tình cảm chứ. Rồi mời cả mâm ta nâng cốc nhá. Nào. Quá đẹp. Rồi, đang thiếu một suất. Rồi. Nào, tất cả nâng cốc nha. Xin mời nha, chúc mừng để quay chậm để quay xung quanh tí á. Đấy. Rồi, đúng rồi, mọi người cùng uống nào, 2-3 rồi. Rồi. Rất tuyệt vời rồi. Rồi, mời các bác ngon miệng nhá. Rồi, tuyệt vời rồi. Vâng, hôm nay là quá tuyệt vời rồi. Các cụ mừng cho con cháu này, tuyệt vời rồi. Phương Dung. Phương Dung. Cái gì Hải đây? Long Hải. Long Hải. Hải là trùng Vậy vậy nó có hai nhà này có hai Long Hải à? Sơn Hải. Sơn Hải. Có chứ. Rồi. Cậu bắt cái đôi cái mũ ở trên xe vào cái của Hồ Chí nhá. Vâng. Mời luôn lên cốc đi mời. Sao chụp được cả mình lên cốc. Rồi, thế mới xỉu. Nào. Cả nhà lên cốc đi nào. Mời ông lên cốc nhá. Vâng. Mời các bác quay chậm tí em mới đi vòng tròn em nhìn đủ mặt các bác nhá. Đấy, vậy gọi là quay chậm. Rồi, được rồi đấy. Uống được rồi đấy. Rồi, uống được rồi đấy. Quá chuẩn. Mùng 1 tháng 1 đấy. Nó làm căng lắm, giờ nó mạnh rồi. Nào, mời các bác nhá. Em đang công với các bác tí. Các tí hình này. Rồi nhá. Rồi, xin mời nhá. Không khí. Đây, đấy, đủ nhá. Ok. Quay một vòng này. Đấy, đẹp nhá. Dung bắt đầu uống này. Kiến chỉ đạo em xin phép là cháu anh em đến 6 em vô tư đi. Dạ. Tôi là thầy công cụ của các cụ là mất mát rồi. Quê nhà mình là còn cái thầy giáo ông em đấy nói nhỏ với mấy ông thợ cả thông cảm cho anh em nhà em. Cái này công ấy. Ở đây toàn thợ cả hết à? Mấy cái này. Vậy xin chúc mừng cái thợ cả tí nào. Đấy, đúng rồi. Quả này nóng này.
Đâu ra một góc cái này này. Đấy. Thôi xa rồi cứ chào đi nhá. Không người phải bắt tay bắt chân. Rượu rất thơm. Uống rồi đi. Rượu thơm thế. Bảy bọc rồi. Này có cái rượu trắng thơm thật. Bóp cổ uống đấy, uống thì ra uống. Hai ông gái bảy tuổi ngồi bên cạnh hai ông người thế nào này? Bây giờ thế này. Hai ông làm chân một mắt, không làm chân. Thế hơi dài thế. Quá đâu, không em được hoa thế nào chứ. Thế em kinh này. Cái bao liền cả. Vâng, vâng, vâng. Bác Vinh hôm nay tuyệt vời đấy. Ôi trời ơi. Dạ. Thằng người này cho anh mới về. 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 Ông thật đấy, nhưng ông đây đâu. Giờ đi hết, người anh múc vào. À đây, bên này đỡ đỡ sợ đỡ tối. Đấy. Mình biết rồi, anh Trúc. Mèo quê nó chân thành. Quân ra. Phương Trung à? Hiếu Lộ Tâm. Ồ. Đấy à? Tao làm rồi đấy, làm hương ghế. Cứ tìm. Đây rồi. Mời các bác nhá. Nè, mời các bác em lên đường đây này. Ôi trời ơi, vô tư nhá. Xin chào nhá. Ok. Quay lần trước, đi thôi. Đi ta đi khai phá rừng hoang. May quá đi đâu. Vâng. Quả mũ trong nhà rồi. Vậy đẹp rồi. Vâng, cháu chào hai thím nhá. Vâng, đẹp tuyệt vời rồi. Con trai riêng này là con gặp nhau nhá. Vâng, vâng. Này sắp tới này gặp nhau đây này. Trời ơi. Chào bác Lê Thành nhá. Lê Thành Facebook Lê Thành mới Lê Thành. Đấy giống giống nhau. Chào bác Tâm nhá. Vâng. Vâng, chào bác Lan nhá. Vâng. Vâng. Tết về nhá. Vâng vâng, Tết về nhá. Tuyệt vời đấy. Hôm nay vậy là quá vui vẻ rồi, quá tuyệt vời rồi. Mời em muối cam để. Vâng vâng, em xin là lọc. Lọc các cụ sướng ấy. Ăn nữa đấy à? Đấy. Ăn luôn thì mới sướng. Ừ, cam ngọt lắm. Vâng vâng. Ngon ngọt mà ăn đi. Ơ chị bỏ vào cái túi nhá. Không. Ăn miếng thôi. 49 rồi đâu? Ờ bà ấy bà un. Ngọt quá. 40. Bà đổi cho tôi cho cái đó. Có thầy chưa? Có thầy quan tâm mà nãy với em tí đấy nhá. Cam rất ngọt nhá. Chào bác Vinh nhá. Ngồi về đi. Quay cái ông quả nào. Đây. Quá đẹp rồi. Đấy, rất đẹp. Rồi, chào bác Thành nhá. Vâng. Khi nào sang thì mình cố gắng lên xuống cho chú. Vâng. Vậy bây giờ sang luôn nhá. Vâng, đẹp. Xong việc mưa này đẹp. Tính toán chưa về đây. Em chào ông này nhá. Vâng, kiểm toán chưa về đây. Vâng. Cháu chào thím nhá. Vâng. Chị đâu? Đi trước không? Được. Không ăn đâu. Ta đi trước thì sao? Làm sao đi trước rồi vậy? Có phải đi trước không? Thế đi trước hả? Hai này vào thí toán rồi. Chưa đi trước đâu. Khéo vào thi toán chứ làm gì mà đi nhanh vậy. À ra ngoài đi rồi. À toán dắt đây rồi. Đấy. Vâng.
Vâng, cháu chào bác nha. Vâng. Bác đi làm đồng về đấy. À. Ôi trời mừng quá. 11 tháng riêng này ăn cỗ rồi. Bây giờ lại đi theo. Cho bác Lâm đi quay ô tô đi nào. Vâng vâng. Nào mọi người cùng lên xe buýt. Vâng, cùng lên xe buýt. Vâng. Mọi người cùng lên xe buýt. Cứ đi thoải mái đi em ơi. À, lên xe đi. Lên bỏ lên. Kinh Bình chơi luôn gì? Vậy thì lên xe luôn nhá, Thím Luổng ơi. Vâng. Lên luôn. Lúc nãy bố cháu chạy vào nhà Thím Toán mà không thấy Thím đâu mà đưa mẹ cháu ra đây. Vâng. Vậy nhá, cháu quay đầu xe nhá. Ok. Quay đầu xe nhá. Ok đây. Quay đầu xe đi.